Ok, lên em. Hôm nay chúng ta lại thử một game mới. Game này có tên là Sau Một Sai Lầm, bài ca của sự tĩnh lặng. Này, chúng ta lướt qua cái dàn template trước đã. Game này mới ra mắt một vài phút trước thôi, hiện tại đang có 7 người đang chơi. Nhà phát hành cũng gửi tôi key nên tôi cũng vô thử con game này coi nó làm sao. Game này nó thực sự là rất là nhiều lượt follow và wishlist nha, hơn 11.000. Game chỉ ra mắt cái giai đoạn mà early access thôi. Theo cái cam kết của nhà phát hành thì họ sẽ ra mắt cái phiên bản hoàn chỉnh sau 4 đến 5 tháng nữa, tức là tầm nửa năm nữa đó. Ngoài ra thì còn một thông tin đáng chú ý nữa là giá game nó sẽ không tăng sau khi kết thúc cái giai đoạn Early Access này. Tức là giá game bây giờ ra sao á thì mai mốt nó cũng như vậy luôn. Tuy nhiên giá game nó cũng hơi cao nha, khoảng 4 lít lận. Đây chúng ta lướt qua cái trailer đi. Con game này anh em mà nhìn vô thì cảm giác ban đầu nó sẽ giống với thể loại là chiến thuật RTS. Nhưng mà thực tế nó là dạng mà tên bay nhiều hơn. Tên bay kết hợp với thẻ bài. Cái quân lính anh em dàn trận trên bản đồ này nó sẽ đánh nhau tự động luôn. Anh em có thể dùng những cái thẻ bài cast lên làm những cái chiêu thức chủ động. Những cái chiêu thức đó thì gần như nó gánh cả đạo quân của mình luôn. Đó, lính nó đánh nhau tự động hết. Nhìn cái phong cách đồ họa nó rất là đẹp nha. Thiết kế UX/UI nhìn rất là độc đáo luôn nè. Nhìn mấy cái button này rất là thích mắt luôn. Đây chúng ta có thể dàn trận rồi đem quân đi chinh chiến khắp bản đồ các nơi. Con này thực ra nó cũng gần như phiên bản đầy đủ rồi đó. Tôi nghĩ giai đoạn Early Access mà kéo dài thêm khoảng nửa năm nữa thì có thể thấy là nó phát triển đã rất là nhiều rồi. Graphic quá đã mắt luôn, nhìn rất là đẹp. Hiệu ứng FPS đồ thì tương đối đơn giản nhưng mà nó cũng vừa đủ luôn. Mình dùng những cái thẻ bài mình cách vô thức thôi. Tôi nghĩ là yếu tố chiến thuật trong game này nó không quá nặng như là Total War Hammer rồi đâu. Hình như mình có cả xây dựng thành phố luôn nè, nâng cấp mấy công trình đạo quân của mình lên nè. Rồi chúng ta vô thử game coi sao. Hiện tại đang có 7 người đang chơi hả? Sao mà thanh niên này bị giống tôi nè? Con game mà anh em thêm vô wishlist á, sau đó nhà phát hành gửi key nó sẽ dính vô cái trường hợp là nó vừa nằm trong cái wishlist của anh em lại vừa nằm trong thư viện anh em luôn. Tức là anh em có game rồi nhưng mà con game nó giảm giá thì anh em vẫn bị dính cái email thông báo giảm giá đến từ Steam, hơi khó chịu cái đó nữa nha. Sau Một Sai Lầm Early Access 2024 Chimera, chào mừng bạn đến với phiên bản mà Early Access của trò chơi Single Layer. Cầm file loading game. Có cả multi layer cho anh em chơi với người khác nè. Tôi thì chưa có chơi nên chắc chơi single layer, có cam file với submit gì. Độ khó. Sau khi cái sự sụp đổ của quê hương mình thì công chúa là Lorelai, nữ hoàng chứ, của cái vùng đất này đã tìm kiếm một cái thiên đường mới, nơi mà quân của mình có thể đi đến đó. Những người sống sót còn lại sẽ tìm kiếm một cái vùng đất mới để sinh sống. Đồng minh của mình có tên là Elbin nữa, vùng đất Elbin. Cũng đã bị là xâm chiếm bởi những cái chiến tranh bạo lực hết rồi. Bây giờ mình trốn chạy đến cái khu mà Elbin này, nhưng mà Elbin nó cũng chiến tranh rất là loạn lạc luôn. Đủ khó, chết rồi, không có mức siêu khó của tôi rồi. Sao lại cần mình son cái phần quan trọng này? Thôi, chúng ta chơi mức khó được rồi, cực kỳ khó này được rồi. Còn cái mức siêu siêu khó tôi hay chơi này thì nó không có rồi. Rồi có đoạn cinematic đầu game luôn nào. Tôi không bao giờ quên cái ngày cuối cùng của mà Idogat này. Cái ngày mà Fungota đã tràn đến. Fungota là cái quân xâm lược với cái vòng tròn màu đen này nè. Cái ngày vùng đất của tôi bị xâm chiếm bởi cái sự tĩnh lặng. Ngày tất cả mọi thứ tan thành tro bụi. Phải đánh nhau luôn kìa, từ 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 từ, lính của nó tràn ngập vào chiến tranh thì gần như không hồi kết hả? Những gì đấy? Rồi gia đình của mình đã thất thủ ở cái vùng tiền tuyến này rồi. Either to save them
them or to perish by their side. Dạ, con game nó bắt mình ép mình phải thua cái khúc này để nghe kể chuyện về cái chết của phụ mẫu mình. Đồ độc ác. Only I remained to protect the survivors of our once mighty kingdom. Mình sẽ dẫn dắt những cái người sống sót ở trong cái vương quốc của mình. Nhưng sau những cái giờ lạc lối đó thì tôi bắt đầu nghi ngờ về bản thân của mình. Liệu tôi có thể dẫn dắt những người dân này đi đâu? Tôi có xứng đáng là một nữ hoàng? Trong cái khoảnh khắc tuyệt vọng cuối cùng á, thì một tia sáng vàng xuất hiện trên bầu trời. Con chim màu vàng à? Đó là Eula. Để cửa sổ đi. Chim này đã từng giúp mẹ mình một lần. Bây giờ nó sẽ chuyển qua, nó dẫn đường cho mình, hướng dẫn mình cái đường đi. Đây nè. Hướng dẫn Eula thì Logelai đã dẫn cái quân lính của mình đi đến một cái vương triều đồng minh có tên là Elbin này. Vua của Elbin đó là một người bạn của cha mình hồi trước. Cứu cháu ông ơi, nhà cháu tan quan hết rồi. At long last, the people of Erengard arrive at their destination, but something's amiss. Albin's roads, fields and villages. Cảnh giác áp đến nó góp như sao nó chạy gì này á. Rồi mình tìm thấy cái mà vương quốc của đồng minh với ông cha mình nè. Sẽ đến đây trong vòng mà ngày mai. Cái này là cái quest của mình, follow Eula đến cái thành phố ở phía đông. Logelai còn phải sống sót. Đây là cái hướng dẫn, cái bảng panel hướng dẫn cho mình. À, chuột phải nó mới đi. Gì đây? Chú già đón cháu nữa hả? Halt. State your name and kingdom. Báo tên và vương quốc của mày. Tôi là công chúa Logela. À, mình là nữ hoàng Gogelela. Đang tìm kiếm cái sự bảo trợ của vị vua Atan. Mày là đồng minh của Elbin, nên mày cũng là quân địch của chúng ta luôn. Vậy là bọn này không phải là của bên mà. Ấy ấy, từ từ. Bọn này không phải là bên của mà cái ông bà con ông mình quen biết rồi. Nó là quân xâm lược. Tất cả cái đồng minh mà đang cưỡi ngựa của mình á, đơn vị gọi là kỵ binh đi. Nó ngồi ngựa nè, những cái đơn vị gọi là kỵ binh sẽ lao về mục tiêu phía trước, tấn công quân địch. Với là 5 năng lượng. Chuẩn bị 1 giây, hồi chiêu là 25 giây, phạm vi là nhỏ. À, nó lao như tên bắn luôn kìa. Quân lính mà đối thủ trên chiến trường á, có 10% khôi phục lại. Nó cũng hồi máu luôn. Đè nó. Hút nó. Alita đây. Ủa? Cái nãy là gút lui, trời ơi, bấm lộn rồi. Tôi bấm lộn, không có độc. Our situation is even more desperate. I have to hurry. The capital might be in danger. Tôi bấm lộn mà, bấm lại ơi, không thể di chuyển được. Mình bây giờ phải kết thúc cái tour. Halt. State your name and kingdom. I'm Princess. Cái này lặp lại rồi. Queen Lorelei of Erengard. À, nó nhìn nó ghét được con game này, ghét được cả cái tên game Steam luôn nè. Nó lấy tên này NCN luôn nè. Nó đột kích quân mình kìa. Rồi lính vô đây ông đi đột kích ai vậy? Đột kích thì nó sẽ được quyền tấn công trước mình một vài nhịp. Hồi nãy là tôi bấm lộn, cái này là rút quân thì chết nè, không thèm đọc. Trời ơi, đi đọc hai cái đầu cái quan trọng mà không đọc. Khúc chết nó, mày đánh ai vậy? Mày đánh ai vậy? Mày đánh ai? Elbin bây giờ cũng chìm trong cái chiến tranh nè.
Rồi cái con chim kia là để mà quốc vương nha. Tuần thứ hai của mình. Vậy là xong một tuần á, bốn cái vương triều này nó sẽ quay một vòng luôn. Vương triều của mình tên là NCN, không đặt tên được á. Rồi xong hai cái quét cần thiết. Lorelei rides with all haste through Silverstein's Chào người crowded bạn cũ. streets, headed for King Atron's throne room. Her old friend Hauser lowers his mirrored mask. Milady, it's good to see you. Rất vui được gặp cháu. Yovin bây giờ thì cũng đang chìm trong vòng bóng tối chiến tranh hỗn loạn rồi. Mình thì đang cần cái sự giúp đỡ của vương quốc này. Hỏi về bố mẹ hả? À, bây giờ con đã là nữ hoàng rồi. Vậy vậy ông vua Aegon này đang kẹt trong cái trận chiến nào mất tiêu rồi? Ở phía bắc hả? À, đây nè. Chúng ta cần phá vỡ cái chốt chặn này trước đã. Đi cứu con vua thôi. Gì đấy? Vui úp. Yêu cầu là 85 cái vật liệu hình như là gỗ á. Thiết kế rất là đẹp nha. Cái cảnh này nãy mình thấy ở trên kia nè. Bây giờ mình cần phải là bui một cái unit nữa, sau đó gấp và góp cái unit này vào cái vị trí họ cần thiết. 5 trên 6 unit, à nó ghi ở đây là 5 trên 6 nè. Cái này là lính tầm xa của mình, 2 điểm power, 2 điểm sức mạnh, 2 điểm máu, 14 quân. Cái này là lính cận chiến hơn. Cũng 2 điểm sức mạnh, 2 điểm máu, còn cái này là kỵ binh. 7 điểm sức mạnh, phải mạnh hơn mà nữ vương của mình đó. Bây giờ mình được bui đội quân mới nè. Hết gua là cái bọn này, 2 điểm sức mạnh nè. Eigenwalk đi, Eigenwalk nó tới 120 đó. Cái vị trí ở đây là khác nha, vị trí ở đây cũng là khác nữa nha. Cái lính ở đây thì sẽ không tham gia vào cái trận chiến. Mình là 6 trên 6 đơn vị quân rồi nè. Tiền của mình mỗi tuần nó sẽ cộng 30, nó ghi ở đây luôn. Mua mạnh 2 trên 10. Máu là 10. Nơ canai. Trời ơi nãy đi chơi cái mà rút quân này thiệt. Hai con chim này tôi tính đâu là cũng mấy cái khiêu gì độc lạ lắm. Bây giờ giải cứu vương mà vua Atan 6 tuổi nó đây. Không phải di chuyển thêm hả? Đây, mình điều khiển được lính của cái ông cụ này luôn nè. Hai thằng kỵ binh nó lao lên nhanh quá, mấy thằng cung này. Đập mấy thằng hậu cận nó đi, đừng để nó bắn cung nữa. Summon hai cái mà Luminan ra. Summon hai lính này để nó phá cái vàng hậu cận ngay đây nè. Bên này rút quân, không không không. Bấm bậy bạ nó rút quân nữa. Ồ, ông này cũng hồi máu hơi bị kinh nha. Nó còn có mấy thằng tôm tép nè. Hàng đến mình chịu hồi nó mạnh dữ vậy đó hả ta? Nè. Thêm hai thằng nữa nè. Victory.
176F. Có 35% cơ hội bỏ qua cái xét thương nhận vào. Ngoài ra nó cũng thêm kháng cái chỉ số sợ hãi và cái tâm lý tồi tệ nữa. 48 tiền. Gì đây? I'm sorry about your parents. I should have been there. I'm glad you weren't. You would have only shared my father's fate. You must be cautious, m'lady. We can't afford to lose your bloodline. Mình thiêu cái ngôi thành này luôn thì được 24 tiền. Tướng của mình là cái ông này, lên level 2. Triệu hồi một cái quân đơn vị là unit mạnh hơn, gọi là cái hiệu triệu thôi. Cái này xây dựng cái đền thờ bằng vàng á. Mấy cái này là sao ta? Mình có thể nâng cái lá triệu hồi nãy của mình lên bậc 2 nè. Từ 2 quân triệu hồi lên được 3 quân. Thay vì mình nâng cái lá này tại vì mình đứt bài á, thì mình nâng thêm một bài nữa đi. Hay là xây cái này thứ ta? 30 tiền, 80 giấy. Nhưng mà xây cái này thì thấy chủng nó làm cái gì? Thử cái này trước đi. Cho tụi này nhìn thấy nó mạnh mạnh như ta. Bốn unit di chuyển lần 3 ô. Nó dạng như con người cây á, 7 điểm sức mạnh, 32 máu. Bây giờ bọn này là không chơi được đâu nha. Nó tuôn đi. Chết rồi, tụi này nó lên nó đánh mình hả? Đi lên cứu ông vua trước đi. Bán này nó điên lần có bao không à. Cũng lại ông trời. Thúc chỗ đông đông rồi đi. Đó đúng rồi đó. Chết rồi, cái vàng phía sau này ít quá. Còn nguyên cái dàn cung ngoài trước rồi, ngoài sau rồi. Cái máy bắn đá nó trâu với gì đó hả? Không, vẫn win, vẫn win. Chỉ là hao hụt cái dàn hậu tiến ngoài sau hơi bị nhiều thôi. Dàn tiền tiến mình nó đánh vẫn ổn lắm. Rồi, xong hết rồi. Còn máy bắn đá bắn ai nữa bạn? Đập nó để gì, chạy đâu nữa mấy ông. Vị vua bây giờ đã an toàn. Ủa, cái chiêu mình giống hệt cái chiêu của ông kia vậy ta. Lên cấp. I am forever in your debt, but alas, I must request your assistance one more time. Tôi mất nợ bạn hả?
Ok. Tôi không ở đây vì những chiến, tôi ở đây vì những người dân của vương quốc chúng ta. Then I will oblige, but only for the sake of House Arengard. Hauser, Queen Lorelei will need your support. Go, attack Sternsicht at once. At your command. Tấn công lần nữa à? Friedland must live. Ôi lâu tuổi này nó mạnh lắm. A once proud city, many years of conflict have taken their toll on Friedland's capital, Sternsicht. From atop a crumbling battlement. Nhìn cái nó có lính bay đồ nó mạnh bãi, ai mà đánh được. Lên cấp cái đã. Đây là cái trại nhà lính hay gì? 40 tiền. Hồi một máu lên hai máu. Xây cái này đi, nó sẽ cung cấp tài nguyên cho mình trong tương lai dần dần lên. Cái khu này tôi nghĩ bị mấy cái này nó sắp đập tới rồi nên xây trên này đi. Lính của mình mất máu nhiều quá. 5/7 unit. Phải chết 2 unit rồi đó hả? À chết 1 unit rồi. Lính cung còn có 3 que à. Tôi xin lỗi các đồng chí. Ủa? Phải, mấy anh này là kiểu dân à. Còn có 3 lính trên 16 à. Bây giờ thôi mấy anh dân đen này ở ngoài sau đi. Đưa mấy anh dân đen này lên cái tan hoang nữa. Trăm tiền nữa thì mới được. Thôi bên này nó có 3 thằng lính à. Cái này mới là cổng thành thôi nghe. Còn ở trong này thì sao? Còn mấy cụ dưới này tôi không biết là có chịu nổi mấy thằng này nữa không nè. Chữ nó nhỏ quá, khó đọc quá. Này nó bị phá phiêu ở trên này. Những cái này là gì ấy? Đứng gần gần đi, để gì mà ông này không còn hồi máu được. Nhưng mà đứng gần quá thì tụi nó có khiêu ao e là mệt đó nha. 5 vàng, 3 tài nguyên. Bốn, năm. Năm cũng mạnh phết đó chứ. Đấm nó được không ta? Nó level 1 hả? Này cũng level 1 à. Mấy này yếu hơn nữa. Đấm mấy này được à. Ở đây còn nữa hả? Hết tuần cái đi. Tuần sau thì mình có thể 3 địa điểm đi mình đánh nè.
722 thì tính ra cũng dễ. Đi nó hồi quân cho mình cũng đỡ nha. Ủa mấy lính cung mình không mua được hả ta? Lính này nó tăng hơi bị ngon nha, 50% cơ hội là bỏ qua sát thương bị tấn công luôn, cộng một khi mà đánh với đơn vị cận chiến. Mấy này đi tăng trước là đúng ngon luôn á. Thôi xếp như thế này cái đội hình mình nó giãn cách dữ lắm. Rồi 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 rồi. Đây đội hình 133. Rồi chúng ta đấm thử cái đàn tích như này đây. Càng vô đây mày càng vô đây. Hút phát chết luôn nè. Hút phát chết luôn nè. Hụt cũng vậy. Chết anh này rồi, bị nguyên một bầy nhện nó dí rồi. Mấy này là dạng mấy con quái vật nhỏ nhỏ trên bản đồ thôi. Ngon. 2850 mới lên được level 3, đánh một trận có 180 mấy à. Vậy là 2002 nữa thì phải đánh gần 15 trận hả? What's on your mind, my lady? You've lived this war for years, haven't you? I'm sure there's much to learn. No doubt about it. Không có gì ở đây trên đây nè. Không có gì là không có tin tức tình báo hay là cái khu này nó trống. Bui này bui làm sao ta? Ghi bui nè. Nhưng mà tôi không biết ghi bui nó như thế nào. À. Rồi ghi bui được rồi. Này ai đây? Con gì đây? Cubot. Kỵ sĩ Cubot. Đi gặp nó được không ta? Mình hết được di chuyển rồi. Qua ông này thôi. Ông này thì tiếp tục hồi máu thôi. Không có tiền cho ông luôn trời. Rồi có tuần được rồi. Hôm nay cứ trụ trong cái thành này được. Nó báo nâng cấp này là sao ta? Nè. À, dùng 50 đồng để mà nâng cái thành này nó lên mới được. Không có tiền.
Ê, nó cắn trộm thanh minh kia. Vãi, chơi bẩn rồi mày. Cộng vô cái đoàn pháp sư mà sao nè. Ôi vãi, chiêu nó kinh vậy đó hả? Đoàn pháp sư nó tan hoát ra cho này. Giết luôn tướng này. Giết này luôn. Pháp sư mà gặp mấy thằng tăng cơ cận chiến như thế này thì cũng thốn lắm nha. Ông này giống đường tăng quá vậy. Ôi vãi. Trời ơi, lính của tôi. Hồi lẻ, hồi lẻ. Hồi máu lẻ ăn cái. À, thắng. Ừ. 500 mét à, gì cũng ngon. Cái đại nguyên này là vật liệu xây dựng. Once Friedland and Elben were allies, but then four generations ago, Friedland's eastern lands were consumed by silence. So people began migrating west. Food was short and tempers even shorter. Hết tuần thôi. Mày móc lớp ai vậy? Mấy này nó chuẩn bị công cái thành bên đây, nó không dám công cái thành dưới này. Ambush nữa nè. Gọi là tập hậu đó. Ambush là giống như trong mấy con game mà đã xịt lên gần hay là mấy con game chiến thuật khác đó. Là mình tấn công bất ngờ đó. Nó hút cái chúng đây luôn. Một mình thần tướng nó bao vây mấy chục lính của tôi rồi. Mém nữa tôi xài con chim nè. Cái tai ngứa. À nó hồi được hang đến. Nó bỏ chạy rồi. Bên nó bỏ chạy. Nó bỏ chạy mình hơi ít kinh nghiệm tí. Silence devoured Friedland bit by bit. And where silence falls, war is never far behind. Indeed. Our prospects are grim. I used to think the gods had a plan. Now I'm not so sure. These are desperate times. Mấy ông này không có đi đâm mới được hết hả? Nè. Yeah. Cái lá hồi nãy á là mình random một cái quân bài. Nó sẽ ra một cái đơn vị bi thiếu ngẫu nhiên trong này. Ở đây thì vui 5 trên 5 mày. Nhưng mà lính này là lính gì ta? Hai công hai máu, lính bắn cung, 3 điểm cung luôn. Lính này thì nó thủ thành. Chắc nó tôn quá. Tụi này nhìn nó mạnh quá. 2345 nè, 2347 nè. Mình đánh nó sợ đánh không lợi á. Nhưng mà anh em yên tâm, không lợi thì chúng ta có super sếp. Đấm nó cụ ơi, đấm nó cụ ơi. Đấm nó. Tiến lên cụ.
Game này cuốn hết đó chứ. Mình có mỗi cái lá triệu hồi à, nên quân này dễ chơi lắm. Ê, phải nó rút độc kìa. Hồi máu, hồi máu. Cũng đọc kinh vãi ra. Mình thả hai thằng triệu hồi lên đây quấy được nguyên tem nó trên này rồi. Nhờ vậy mà cái tem ở dưới đây nó được giãn cách ra đó. Hai triệu hồi nó quậy nguyên cái đội hình trên này. Mấy triệu hồi nó mạnh vãi cái gì ta, nó cân luôn ba thằng cho anh kìa. Rồi mày chết rồi máu cay ơi. Này thì máu cay với chúng tôi hả? Máu cay hả? Mấy anh Samurai bắn cung 3 điểm cung đúng là kinh luôn đó nha. Không không, hết tôi. Chết rồi, nó chiếm cái thành của mình. Lũ độc ác. Trời ơi, có mấy thằng này dám đi chiếm thành của mình. Mấy bạn bị bệnh hả mấy bạn? Hút chết mấy bạn luôn nè. Lấy gì nữa mà chạy? From when I was little, he was a kind man, a good man, just like father. His wisdom is sorely missed these days, m'lady. Bên sao mình qua đó mình coi ở đó có cái gì? Ở đây nó còn nữa hả? Năm, năm, năm. Lính của nó là cũng bình thường thôi. 2 1 3 1 2 gì nè. Nhưng mà sao nó đổ quét vậy ta? Đấm mấy này cũng được nha. Cụ muốn đấm không cụ? Con dẫn cụ đi. Chết rồi quên hả, lính mình nó cũng tan hoang phết luôn. Sao tôi thấy hiu hiu gì ta? Thôi gọi vậy. Cố lên cụ ơi. Chết cụ rồi. Chết cụ rồi. Thôi cụ về thành dưỡng sức đi cụ ơi. Vãi đãi, còn hai đơn vị quân à. 45 điểm này là 45 điểm tín ngưỡng này đó hả? Thiệt tình.
Rồi dưỡng sức thôi. Chơi ngu quá, một pha chơi ngu quá. Nó đang hit 6 với mình kìa. Đây, đây nè, đây nè. Chắc là nhiệm vụ gì đó. Rất vui gặp mặt với đội quân này. Grunav. Hey there. I'm Pip. Adventurer extraordinary. Rồi, nhà mạo hiểm giả có muốn gia nhập đầu đội quân của chị không cưng? Vào đây. First, I need to prove myself. Keep this on the down low, okay? I'm on a top secret quest for the mythical Saint. Nó có một cái bí mật về cái nhiệm vụ là hòn đá biết hát gì đó. You think I can do it, don't you? Of course you can. I'm rooting for you. Great. I really appreciate the help. We'll start in Grunav Forest. Chúng ta bắt đầu tại Grunav trong khu rừng. Gặp nhau ở đấy. Đấy hả? Tụi này level 2 lắm đó nghe, đánh nổi không đó. À nó có cái quái gì này đâu. Thôi rồi rồi. À không, mấy con này gù bắp. Lạc quạng em Layla của mình hẻo luôn đó nghe. Hổ giá, hổ giá. Cũng không có mấy, đơn giản. Được một cái gì nè. It was quite a battle, huh? I'm exhausted. I only wish there'd been some spoils too. Our adventure is far from over. See you again. Toodle pip. Ủa nó đi hả? Nó tôn thôi. Cái cụ ở đây vẫn ngủ giữ cái thành này. Ê ê ê ê. À lính nó đưa qua đây hả? Nó đấm mấy này hay gì? Sáu mươi bốn thì tuần sau mình mới nâng cái thành mình lên được. Mấy này nó thủ, nó giáp, nó rất là trâu nha. Hai bốn hai đánh được, vẫn đánh được, nhưng mà chưa vội, tuần sau đi. Đi, nó đi, nó đánh bên đó rồi, mình múc lớp được không ta? Ủa vãi, nó đánh thắng luôn đó hả? Thôi chết rồi. Đính của nó hơi bị kinh đó nha. Chỉ số nó tới 3 điểm mà này đâu nè. 3 điểm sợ hãi nè. 3 điểm kháng sợ hãi, cái chế độ mà gọi là quả cảm á. Nó tăng cũng rất là cứng nữa, đam nó tới 5 luôn nè. Nó đấm mấy cụ này là mấy cụ dãy luôn á.
đấm bên này luôn. Mình mới bay hãm được cái thành đó thôi. Cái này là một cái pháo đài, vị trí này là một cái pháo đài. Mình muốn mà đấm cái pháo đài đó, thì cần phải tốn một cái thời gian để chuẩn bị. Pháo đài nó càng cứng đó, thì càng tốn nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Cháu 60 vật liệu thì mình có thể xây dựng cái gì đó ở đây. Cái này là của con vua đồng minh với mình. Nó tuôn thôi. Tụi đỏ này nó kinh quá. Đi ra diện quân đó hả? Hút mày nè. Tàn đàn sẽ ngá chưa? Lính mình đông hơn, chất lượng lính mình với nó ngang nhau à, nhưng mà lính mình đông hơn. Nó bỏ chạy rồi, nó bỏ chạy rồi. Trời, đánh trận chỉ có 100 mét à. Nó bỏ chạy khỏi cái thành luôn kìa. Dở thành nó luôn. Không có tướng ở đây nó dở tội nghiệp mấy cưng không. Trời ơi. Cái gì? À, nó còn vàng đính cung ở đây nữa, hồi nãy không để ý. Không sao, có anh thằng đây hút nữa nó được rồi. Đi ra. Đấm mấy thằng dưới nè mấy anh. Bú bú chảnh làm gì. Mình chiếm cái thành này luôn á. Còn thiếu khoảng là 600 mét nữa. Are you all right, old man? You look worried. I am fine, m'lady. I just have a lot on my mind lately. Bảy mươi lăm tài nguyên, cái thành này lên 3. Cái đền thờ vàng này phải 80 tài nguyên nữa. Năm trên năm lính à. Ở đây nó có cái con gì nè. Nhưng mà sao nó nằm đó ta?
19 máu, 6 công. Vãi. Mình mà đi qua đây là tụi nó đấm xuống cái thành này liền. Nên lính này phải đứng bên đây luôn rồi. Mấy cụ thì cũng không có công nổi mấy bọn trên này. Ủa sao nó tàn binh không vậy? Tàn binh không thì mình đúc đích nó luôn. Ừ, sao không được? Nè được nè. Ủa lính nó được boost cái gì kinh quá vậy? Bạn chạy đâu nữa? Ngứa, ngứa tay bấm cái này cái nữa ăn cắm luôn. Bạn chạy đâu? Chạy nè. Trời ơi 81 kinh nghiệm à. Nó chạy kịp. Faster and faster. Now that the crusade controls purgatories, it'll only get worse. Mấy này nhìn nó kinh quá. Thôi. Thôi. Mình nó dám đi không thành cả. Mấy này nó bị ngứa à. Trời ơi nhìn nó kìa, trời ơi. Đúng tội luôn, đúng tội nghiệp luôn á. Trời ơi, cảm giác như xe tải nó cán qua nhỏ vậy á. Nhiều kinh nghiệm đây. 250 giết đường tướng. Sắp lên cấp rồi. Khoảng 300 nữa mình lên rồi. Told me much about your new liege, Hauser. King Atron has never known peace. He is not like you. I try to be his conscience with all my might. But sometimes... I'm sure he appreciates it. Father always did. Thấy hiểu quá vậy ta. Ừ không, mình hồi máu thì vẫn kéo kéo được á. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Bốn chục thì tuần sau đủ mình bùi lại cái thành này mình chiếm nó luôn. Hồi máu đi. Cái tem này mất máu nhiều quá rồi. Ây da. Nó phản công nhanh quá vậy. Làm sao? Dũng Quyên.
mình hơi to một tí thôi chứ vẫn win được. Team mình nó hồi máu kinh lắm, mấy anh pháp sư đứng ngoài sau cáp thoải mái chạy nữa hả? Vô liếm liếm tí bú bú tí rồi chạy vậy đó hả bạn? Nhiệm vụ này là cái gì? Binh này để thủ cổng ở đây. Trăm gửi cái này màu vàng, cái này màu đỏ, cái này màu trắng, nó khác nhau chỗ nào ta? Nữa rồi. Mấy này nó bị ngứa à, nó cứ công thành mình hoài. Rồi quên thành này của nó mà. Còn lính cung cũng vậy nè. Tuần sau đã đấm thành mình rồi. Bên này qua viện trợ được không? Bên này mà qua là tụi nó đấm liền. Trời ơi lính nó đông. Thôi 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 thôi. Đỡ cái thằng tàn binh này nữa. Coi mày chạy đâu. Này anh tưởng ai đánh, hóa ra là cái thằng thương binh liệt sĩ này. Chặt thịt nó, đừng có để nó đi. Xong mày rồi con ơi. Tưởng ai hóa ra cái thằng thương binh liệt sĩ nãy giờ. Làm sao để lên cái chỉ số này?
thích khách ta. Nâng cái thành lên level 2 thì mình được cái đội quân này nè. Tuần sau đi. Bên này nó ít nè, chắc mình đánh nó được á. Xong đánh nó được ta. Cover cái tụi này nữa là xong rồi. Mấy này level 1 yếu lắm. Nó không có tướng nữa chứ. Nó toàn là lính không à. There's something I need to know. Something about the king. No. I cannot. Whatever troubles you, old man. It can wait. Tell me whenever you are ready. Thank you, m'lady. Lính nó ít nhưng mà lính nó mạnh. Mấy này thì nó không có di chuyển. Đốt cái thành này luôn. Đốt cái thành này lấy tiền. Có 22 tiền à. Cụ nhắm cụ chơi nổi không? Đấy, mình vừa đi khỏi là nó công thành liền. Thành của mình cứng này nên hai tôn nó mới công được. Mày công ai đó, mày công ai đó. Cũng đông quá ha. Đến mình mất máu hơi nhiều nhưng mà chắc cũng win thôi. Trời, nó chưa boost rồi.
Chạy á, chạy á, chạy á. Lên cấp 3 chưa? Cái gì? Hero của mình max level có 2 level vậy hả? If you feel lost, lady, just look upwards. The guiding star watches our every move. Bốn chục vàng xây được cái tường thành luôn. Nâng cấp cái lá châu hút này nó ngon hơn. Đội này là chuyên tấn công mấy con quái. Rồi nghiến tôn đi. Nghiến tôn hồi phục sức khỏe. Sao nó 9 trên 3 unit là sao? Không, cái tay bên này không có đâm, không có lao qua đâm mới được. Game này cũng tính toán phết đấy chứ. Bắn đã vậy đó hả? Nhưng mà nó hút vô cái tan banh mẹ nhanh. Ê, ê. Không, win win win. Cái dàn Gogo của mình là nó đánh vô mấy con quái thú nó mạnh lắm. Nên tụi nó hút vô thì cũng vậy thôi. Hôm nay ông cũng sắp lên level 3 luôn rồi. Bên này nó chạy hả? Người hát gông. Tôi là Sakamoto, một cái người hát gông đang lang thang. Bởi vì thôi đó hả? Tàn binh tụi bay vô đây.
Trời bắn hụt không luôn ông ơi. Đâm nó, hồi máu. Chạy đâu nữa? Tướng mày chạy đâu nữa? Tướng gì có 3 level trời. King Atron and I seem to have a lot in common. Less than you think, my lady. Less than you think. Cái thằng nó nhìn kinh vãi ra, không biết sao mà nó nổi á. Chỉnh đọc một phát trên một đứa luôn. Since father took me here, I was so young back then. Almost feels like another life. Nó đột kích quân mình hả? Trời ơi. Ôi vãi đái. Cái chiêu lưu tinh vẫn thạch của nó kinh quá. Dàn trên này thủng rồi. Ngục quần thôi. Bốn chục thì tôi sao? Nãy mày đánh ai? Nãy mày đánh ai? Mày đánh ai? Dám đánh ông già hả? Ăn hiếp người già hả? Dám đánh ông già? Hả?
dám đánh người già đương thân hả? Rồi, cụ chỉ đâu? Pháp sư. Một máu nó chạy được kìa. Nó còn có mình à. Không thể chạy thoát. I have seen many places like Friedland. Silence begets madness. It's always the same story. Chỗ nó mạnh lắm, không được đâu. Miễn tôi đi để hồi máu. Lính nó mới đi đâu ở đây vậy? Hút lớp hả bạn? Bốn tấn quân à. Năm đấu bốn, hai thằng, ba thằng, bốn thằng. Cái đoạn tiền tiến nó không vô mình được là thoải mái luôn rồi đó. Đến tầm xa mình ta hồi giữa luôn. Ừ đúng rồi, quay về đánh thằng này đi. Cái khi chịu hồi đúng là chia cắt đội hình rất là tốt luôn. Chạy á, chạy á. Chết mà chứ chạy. Rồi ôi. Không thể chạy được. I wish I could have met your father once more during this life, if only to tell him how proud he'd be of his daughter. Mình quá mạnh này. Look who's come begging for mercy. King Atron's loyal cur. You are the one who started this war. Mình là một trong những người bắt đầu cái trận chiến này mà lại yêu cầu phan nhượng nhân từ à. Mình sẽ công thành trong vòng 3 tuần. You of all people should understand. I have heard tales of your valor. We share the same plight. But unlike you, I have the guts to do the right thing. Enough of your cruelty. You pillaged our farms, razed our cities to the ground. We only did as we were done by, you sanctimonious fool. Wake up, Queen Lorelei. Ai được cái cổng thành này? King Atron's been playing you like a fiddle. Don't listen to her, my lady. She seeks to divide us. Tới đèn quang trên mình rồi. This isn't personal. Without fighting back, we'll perish. Đến nỗi đây, đến nỗi ông đây không biết nữa. Kinh quá vậy.
Miếu ổn rồi anh em ơi. Nó mạnh quá. Nó chọi mấy cái muốn chết hết trơn này. Rồi kiểu này cụ rút không kịp rồi. Cụ đi rồi, cụ đi chân lạnh toát rồi. Toàn rồi, cụ đi chân lạnh toát rồi. Trời ơi, nó còn đấm quân mình nữa. Thôi xong rồi. Thôi xong cũ rồi. Ây da. Tôi thử thôi, thực ra là tôi thử cho biết thôi. Chứ ai để cụ ra đi lạnh toát như thế này. Tám nhân năm 40, 16 nhân 2 32. Nhưng mà mấy thằng này săn mấy con quái thú là nhiều thôi. Cái này làm sao ta?
À, cái chiêu này chỉ để cho những cái thằng tiền tuyến này thôi. Lính nó cũng mạnh phết đó chứ, cũng bình thường, không quá mạnh. Máu hồi chưa vui nhưng mà vẫn có thể đánh được. Lính ở đâu nó cứ bơm vô đây hoài ta. Đứng đây là chết luôn tướng rồi. Chẳng nó thì kịp thẳng cái anh ti nữa trời. Này vàng tăng hơi yếu thôi chứ vàng hậu cần nó bắn thì thôi rồi luôn. Chạy hả? Chạy xong mà thoát. Chiến thắng dễ dàng. Trời ơi nhìn tàn binh kìa. Đúng khổ mấy anh luôn. Bạn chạy đâu con sâu kia? Lính của nó cứ bu trong này không ạ? Nó chính quân mà nó cứ gom gom trong này không ạ? Nó không ra là không. Cái gì? Đóng cái gì? Chết cái vàng cung tôi rồi. Vãi một đàn lính nó núp trong rừng luôn. Đây nó đông quá à. Chết rồi.
không sao, xé được đội hình nó ra thì vẫn win. Hai cái dàn khung mình vẫn bắn thoải mái nè. Này thì cắn chọn bố mày á, bốc lớp bố mày á. Này thì móc lớp bố nè. Rồi mát cấp luôn hết rồi. Nó để đưa quân vô nó kìa. Cái thành của nó luôn luôn là chính quân nha. Ủa sao ông này cũng không lên level 3 ta? Không lên level 2 là hết luôn hay vậy? Tướng nó trâu phết á. Nó trâu mà bên mình vừa trâu vừa đông hơn nữa. Chạy cái gì khó được mà chạy. Chết rồi, đâm vô ngay hàng cung của mình ở trên rồi. Chạy ra, chạy ra. Đây, giờ cụ mới lên cấp nào. Elite hả? À? 6 giây miễn nhiễm đam luôn. Hmm.
Nó đưa quân sang đây đã chuẩn bị đi móc đốt nữa đó. Tính nó như vậy thì sao mà công được. Má nó vừa mới đi cái là công thành rồi. Không kịp rồi. Chạy á, mày chạy á. Bây giờ làm sao mà công thanh nó lại đưa quân vô đây? Máy bắn đá này nó bắn đam lan ngon quá. Nó chuẩn bị cắn trộm cái thằng này của mình đó. Thank you.
Nó lại chạy. Tốn thời gian quá. Bắn chuẩn vào xe ơi. Trời ơi, bắn hụt không. Trời ơi. Chạy nó hả? Chạy bằng niềm á. Bạn chạy bằng niềm á. Tính máy này cũng chả có nghĩa lý gì. Nó công như thế này thì làm sao mà mình công vô được. We are fighting for our survival. You of all people should understand. I have heard tales of your valor. We share the same plight. But unlike you, I have the guts to do the right thing. Tàn binh đi móc lớp mình nữa nha. Nãy đang gặn kêu á. Chạy 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 bút này lên mà vẫn bị dính đâm cái đó đó. Đợt này có vẻ chiến vọng hơn đó nha.
Win kìa. Xếp đội hình lại cái là Win liền, hồi nãy mình dồn cục hơi nhiều. Rồi, còn anh máy bắn đá này anh đầu hàng luôn đi. Anh em thấy gì chưa? Trí tuệ. Đây là đẳng cấp. Hồi nãy tôi thử anh em mà dồn dồn quân lại cho biết mà con game này nó khó thế nào thôi. Chứ thực ra game này nó dễ lắm. Đó, xong cốt truyện bằng 1. Thấy chưa? Lại đi anh em, lại đi. Khổ. Chúng ta đã làm được, hòa bình đã lập lại một lần nữa. Nói chung mình đi tị nạn đó mà cuối cùng lại thành anh hùng gánh cái nguyên một cái vương quốc trên đây luôn. Hai tuần sau. Còn nữa hả? Albin reigns supreme. Thôi xong rồi, hết anh màu đỏ đấy, anh màu xanh lá rồi. I begged King Atron to honor his promise, but he's lost his mind. The paranoid fool cannot be reasoned with. You knew of this, didn't you? You must flee. He marches this way as we speak. And then what? There's nowhere left to go. Tiếp theo là mình đấm bên này hả? Isla? You cannot be suggesting what I think you are. By the gods, not the silence. Anywhere but that forsaken place, m'lady. Isla's right. Ông vua này đéo nghe lời mình à. Betrayal leaves us with no choice. Giờ lão vua này cũng không muốn nghe mình rồi. Làm phản hả? Lũ đạn thiệt. Đồ phản phúc. Tôi đấm ông luôn bây giờ đó. Đi gặp ông nói chuyện với ai. I will stay and face the consequences. Hurry. Nó còn đem theo cái xe máy bắn đá công thành nữa. Nên là cái thành này nãy mình bui cứng lắm rồi đó. Nên cái ông vua này cũng phản phúc. Quân phản phúc. Nó cũng đâu có công nổi vô cái thành của mình đâu. Mày phản hả? Mày phản hả? Châu dưới ta. Chết rồi, thấy hiu hiu vậy, chổi đá mấy này không thấm gì hết á. Ấy da, nãy biết gì cho lính mình chạy thẳng xuống dưới đó luôn rồi. Mèo ổn rồi. Mất thành rồi. Con máy bắn đá nó kinh vãi ra. Nó còn đấm quân mình nữa.
Khốn nạn. Còn tốn cung ở đây, tốn cung ở đây nữa, thất bại luôn rồi. Nhìn mày đi, đâu nhìn mày đi. We're outmatched. The king has played us for fools. Má mình gánh tay cái dọn chiếm mẹ hai ba cái nhà của mình luôn rồi. Thôi luôn kìa. The Battle of Elbin is over. After Arengard's surrender, the enemy crushes all. Lừa đảo à? Bỏ chạy cái thôi luôn. Làm lại, làm lại. Nó công sức của tôi 2 tiếng chưa qua được cái màn 1 nữa. Lần đầu chơi cái thể loại chiến thực như thế này. Từ cái khúc này mình chạy thẳng qua luôn này, không có ghé qua cái ông đó làm gì hết thì vẫn đánh được. Này đâu đây? Trời, bắn cái nỏ vô thằng này không bắn. Ừ đúng rồi đó. Đó. Má ông vua khoảng phút là nhớ nha. Tôi cứu ông xong rồi. Tôi lập chiến công cho ông luôn rồi. Cuối cùng ông lại làm phản tôi như vậy. Mấy này nó trâu dữ vậy ta. Nguyên cái dàn cung đứng ngoài sao bắn mà không thấm nó luôn kìa. Công thành xong mày định chạy á? Công thành xong mày định chạy á? Hút chết mày luôn, hút chết mày luôn à. We're outmatched. The king has played us for fools. Con vua này thì nó 40 rồi, không ngon cho mấy. Mấy lính cung của mình nó yếu quá. Chắc nó cắn lén cái thành này của mình. Để nó lên cái thành này đi, mình kéo quân lên. Ủa sao lại đi phép?
Battle of Elbin is over. After Arengard's surrender, the enemy crushes all remaining opposition in one fell swoop. Defiant until the very end, Lorelei perishes soon thereafter. Her valor... Tại sao lại thua? Hay là mình bỏ luôn cái thành này, mình giữ cái thành này thôi. À không, mình phải cống cái thành này luôn. À nó ghi là một tôn còn lại phải cống cái thành này nè. Hiểu rồi. Nhưng mà lính đâu mà cống. Nhầm. Nãy giờ lo chửi ông vua ông phản mà. Hóa ra ông bị mấy thằng bên đây điều khiển cái gì nè. Để dù anh mới tiêu cái hướng dẫn nhiệm vụ trên này. Staying in Elbin means certain death. Whatever horrors await us in here, we must stay strong. Cũng được, lính nó cũng khá yếu. Mình đâm lên cái là nó tan banh trên này. Này nó trâu dữ vậy ta. Một mình nó cân 4-5 thằng mà nó không mất máu gì cơ. Dạng trên kéo xuống bay nó. Rồi xong, chúng ta hoàn thành người chơi ở đây. Game dễ nhưng mà do trình độ của tôi nó khủng quá nên anh em thấy tốn thời gian vậy đó. Khúc chết bà đó. Đó, xong giờ mới xong cái màn chơi nè. Ôi ơi nó khổ. Mới xong cái campfire map 1 đó. Thực ra anh em nào gồ gồ á, chơi cái campfire map 1 này chắc khoảng tiếng mấy à. Không có ai mà chơi như tôi đâu. Kết thúc cái chiến hành trình thì mình đã đi rất gần đến cái sự hòa bình này rồi. Mặc dù là vua Achan đã phá bỡ cái lời thề và phản bội mình, nhưng mình cuối cùng cũng đã tìm được cái vùng đất mới ở đây. À đúng khổ luôn á. Khổ vải đái, khổ vải nháy. Rồi bản Early Access này chỉ có là 5 chương hay gì à. Tiến vào cái vùng câm lặng. Không có cái độ khó, siêu khó này để tôi chơi nên nó ăn hành nhiều quá. Rồi có thời gian tôi chơi tiếp. Hoặc là chờ cái bản mà game nó ra đầy đủ rồi chơi luôn. Chỉ khoảng là 4-5 tháng nữa thôi. Đếp hứa cái lộ trình là như vậy. Cái này là gì đây? Cái lách mới của Hego của mình. Mình bây giờ có thể chọn cái Hego lách khi bắt đầu cái mà trận chiến trong chế độ multi map. À mấy cái này để trên multi lay thôi. Cái này nó đơn phương vị lính của mình nè. Lumina Nature. Cái này công nhận đồ họa làm đẹp thiệt. Thành phố pháo đài cấp 3 gần rồi có thời gian tôi chơi tiếp. Ăn hành nhiều quá. Thực ra anh em mà chơi quen rồi đó, hiểu cơ chế con game rồi đó, thì chắc cái campfire 1 này anh em chơi khoảng tầm 1 tiếng là cùng. Không có ai chơi lâu 2 tiếng như tôi đâu. Do trình độ tôi quá cao nên vô cái thể loại này nó cấp cấp một tí. Rồi ok bye bye anh em.
Song of Salem, một game rất là hay nha. Cốt truyện mới đầu nó quá đắt đét luôn, bố mẹ hay chết ngoài chiến trường, vương quốc thì đổ ra tan banh hết, mình dẫn cái người dân bách tính đi tìm cái nơi tị nạn với cái bạn của mà ông cha mình. Nhưng mà đến nơi đó thì cái ông đó ông lại là bị bay vào trận chiến, thì mình cũng đích thân mình đi mình cứu ông luôn, mình cũng dẫn dắt cái thằng tướng thân tín của ông rồi đó. Cuối cùng cứu ông khỏi cái vương quốc đó, cho ông thời gian phục hồi, mình lại tiếp tục đi đánh chiếm những cái vùng đất xung quanh bảo vệ ông. Cuối cùng ông lại làm phản mình. Đúng khổ đúng nhỏ. Coi ok bye bye anh em. Game đánh đẹp quá. Xong hợp rồi đáp đép, xong rồi con quét, xong hợp sai lần, hai cặp xong với nhau hả?